Chào các bạn, tôi là Trần Như Thanh, tôi đã tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học và tôi là người trực tiếp soạn giáo trình liên quan đến tin học văn phòng. Hầu như trong tin học văn phòng khi chúng ta thi thì chúng ta thi rất nhiều phần, nhưng ngoài Excel chúng ta rớt, có những đợt rớt đến 80-90%. Như vậy thì với kinh nghiệm soạn giáo trình, tôi đã hợp tác với Zinuka để xây dựng lên khóa học thành thạo Excel thông qua giải đề thi. Đến với khóa học thì các bạn sẽ được cung cấp toàn bộ những kiến thức liên quan đến Excel, từ cách cài đặt phần mềm, cách sử dụng công cụ Excel, các ô nhớ, địa chỉ workbook và các hàm liên quan Excel, các đồ thị. Và đồng thời kết thúc khóa học, các bạn sẽ được cung cấp một kho các đề thi. Thì thông qua các đề thi đó, các bạn sẽ rèn luyện toàn bộ những kiến thức mà mình đã học trong khóa Excel. Thì các bạn có thể tự tin trở thành một chuyên gia trong công ty về tin học văn phòng Excel. Và các bạn có thể tự tin đi thi, đạt được điểm cao, ứng dụng nó vào công việc hàng ngày của mình để các bạn có thể thống kê, báo cáo để giúp các bạn tăng năng suất, hiệu suất lao động của mình trong công ty, để giúp chúng ta tăng lương, tạo được niềm tin với công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học